được cảnh mấy con là được rồi. Đi bắt chó ở nước thì bế á. Ở nhà nó bắt thế cho gì. Thằng áp con là mấy con thằng nàng đó. Đây làm gì mà to này. Bán cho 100.000 cả nướng cả rồi nhá, nhá. Cho nhá. Cho 100.000 thực phẩm. Cho nướng. Chết luôn. Đúng quanh quanh ở đằng sau vào thì mới bỏng cái ngoài. Đi kia, đi cái cây lên. Đâm đi, đâm đi đâu. Cái chó này. Vợ đâu? Vợ đẻ à? Ai trời ơi. Lại vợ đẻ thôi, lại bốn đứa nữa. Đi thì gió thôi. Ôi trời, tao hết rồi, còn gì đâu. Nhà nhiều đất để con được à? Và đau hết mình mày. Đây không dám chơi. Đau hết mình mày. Ra em giả trẻ lạnh quá. Lấy trẻ này. Có chưa? Xong chưa? Nhanh cái tay lên, bước cái mồm đi. Con về bà nội à, bà đón cháu à. Nhưng mà cái chó nướng này. Đây là lò các bác nha. Đây là dư gió tại cũng nghèo Phạm Xá nha. Cho thằng đóng. Dân nó đọc vào Phạm Xá này. Nhầm địa chỉ. Đâu làm gì, quay video đấy. Rồi chó này, lòng chó này. Gió luộc chó hấp này. Đây là chó nướng này, chả nướng này. Thì ai đi bắt chó? Mình đi bắt. Mình đi bắt này. Mình đi bắt về, mình mổ xong mình lại làm. Phát được cảnh mấy con là được rồi. Đi bắt chó ở nước thì bế á. Ở nhà nó bắt thế cho gì. Thằng áp con là mấy con thằng nàng đó. Đây làm gì mà to này. Bác nào ăn cái chó thì ra xem một đồng hồ xá nhá. Thuê làm gì? Tiền đâu mà thuê. Thuê sáng em mở mắt để lo tiền người ta. Ồ, cứ ở nhà thôi. Làm gì hiểu. Nhà, ở nhà cũng biết. Xong xong tới 30. Mua canh tí rồi, không thì bảo là mắc canh rồi. Khách đến mua thịt nướng lợn này, khách hàng này. Thế phải bảo quay tất hai người đưa. Tí nữa về ghép cho một số người đang đứng. Quên được cái thanh niên vợ mới đẻ này. Bán này. Tay mổ chó được mà tay trái nghe nó ngóng lắm. Alo. Lư Hoàng Khánh à, chó. Đồn ngày nào mấy trăm lương. Dán cái mã rồi đấy.
mà giá nó mai phải khác, mà giá nó khác rồi thì chèn vào thì lại nữa. Không để ý là nó dán phát là dính nhiều mà. Cứ cố xong mất nhất phòng xá. Thủ bán thì chó ngay thu nhập 3 triệu còn tiền lời này. Tháng để làm 100 triệu. Rất là ngon. Nó phải vừa nhầm lạng nữa tiền này nhận rồi mà tính mãi vẫn chưa biết là phải cân bao nhiêu như thế nào cả. Thôi thôi thôi, thế này thì mai trả nợ về, chả biết gốc ở lời đâu nữa rồi. Cái này dại lắm, phải chén nước này, không ăn cái đâu. Sao bảo cô ăn cái dại ăn nước thì mình dại rồi nên chén nước rồi. Không được khôn nữa. Chả nướng này, lòng dồi này, có lột, có hấp này. Tất cả các loại về khuyên của chó này. Canh này. Nó giờ xem là cái canh này. Canh chuối này. 50.000 canh này. Đấy rồi, 50.000 nguyên thường nhận. Cái này 100 vào đi thôi. 100.000, tập cầm. Cho nhiều nướng hơn ấp. Tài khoản nổ liên tục. Tiền về mỗi ngày để ra 3 triệu nuôi 3 thằng con trai. Chỉ với bán thịt chó anh đã nuôi 3 con trai. Tính để cho 2 miếng đất hả? 2 thằng nữa. Mỗi thằng 2 miếng đất phố. Nhà tiền tiêu còn tiền quê. Cắt cho bạn này đi. Quay vào làm đâu ạ? Quay đủ. Có bao tiền đấy? Thank you.